Nay mình đi hướng dẫn mọi người cái túi này nha mọi người. Màu này là mẫu túi quần nam, túi sâu, có cơi và có dây kéo. Cái này là mình lấy một cái mẫu ra mình để hướng dẫn. Màu túi hơi tối. Thì cái túi này thông thường có chiều dài là 12 cm, độ rộng của túi là 12 cm nha các bạn. Thì cái miệng túi là 1,5 cm, đa số miệng túi thường là 1,5 cm nha. Thường thì túi để mà may cho chính xác á, là người trong công nghiệp mọi người ta thường dùng rập cải tiến sẽ nhanh và chuẩn đẹp cho cái túi. Nhưng mà nếu các bạn may tại nhà thì mình cũng có hướng dẫn cho các bạn một cái cách may như thế này. Đây là cái cách riêng của mình nha các bạn, dành cho những bạn nào mà mới tập may và thích may cái mẫu mấy cái mẫu túi này á, thì có thể là làm theo cách của mình. Còn với người khác thì mình không biết. Cách này là cách của mình nha các bạn. Rồi với cái miệng túi như thế này nè, miệng túi thì có cái cơ túi, nó sẽ phủ lại, mặt phủ lại nè, gọi là nắp túi nè, nắp túi nè, phủ lại 1,5 cm bằng với cái miệng túi luôn. Dây kéo thì cũng bằng một miệng túi, mà cái dây kéo thì là 1,5 cm đó. Dây kéo thì tổng phần này là 2,5 cm nha các bạn. Thì sau khi mình may chân vịt ba ly như này nè, sau khi dây kéo nè 2,5 cm nè, sau khi mình may chân vịt ba ly thì vô cái túi dây kéo nó sẽ còn lại là 1,5 cm thôi nha các bạn. Mình đặt cái chân vịt may ba ly mình sát vào đây thì lúc này cái túi nó sẽ, cái miệng dây kéo sẽ còn lại là 1,5 cm nha các bạn. Đây mình đang thể hiện các bạn đây đó. Thì mình sẽ làm một cái rập như thế này để mình làm một cái nắp túi. Đối với cái phần rập thì các bạn dùng cái vật liệu nào cũng được, miễn sao nó có cái độ gấp như này, mình giữ được tấm vải bên trong. Khi mà mình gấp đôi lại như vậy nè, thì mình đo được cái chiều dài bằng với 12 cm của cái miệng túi nha các bạn. Cái độ rộng của túi nha các bạn, 12 cm, bên đây là 12, quần này là, túi quần này là 12 cm đấy, đặt lên đây 12 cm, mình lấy khoảng dư ra từng 1 cm nữa là thành 14 nha các bạn. Chúng ta sẽ cắt thành 14 để khi mình mổ mình lộn lại thì cái phần này mình sẽ chốt ra đây, chốt nó ra đây. Phần gấp tổng là của cái miếng này là 5 cm nha các bạn. Gấp lại thì mình bằng với cái cọng dây kéo luôn nha các bạn. Đây thì các bạn đo, mình sẽ lấy cái khoảng giữa nè, lấy khoảng giữa của miệng túi là 12, không nãy mình đo là 12 nè. Đơn giản mình làm một cái như thế này, là mình có cái rập như này là mình làm nhiều cái túi cũng được, rất là nhanh. Còn người khác thì mình cũng không biết, mình cũng, còn đối với trong công ty người ta may thì tất nhiên phải đặt rập, tự thiết kế rập sao cho nó chuẩn để khi mình đặt lên á. Đây mình đã lấy được cái khoảng 12 cm rồi đây. Đây thì tất nhiên cái này mình dành cho miệng túi nha các bạn. Miệng túi thì mình sẽ lấy
y chang đây, 1 xăng rưỡi. Mình gạch ngang cái phần 1 xăng rưỡi với hai cái đầu mình đã định lạc sẵn là 12 xăng. Đây, các bạn nên dùng cái miếng nhựa dẻo, miếng gì đó mình cảm thấy hợp lý đây nha các bạn. Rồi thì các phần còn lại này mình phải nhớ là được 1 xăng nha các bạn, 1 xăng, 1 xăng 2 gì cũng được. Đây rồi mình sẽ đi khoét cái phần này. Mình sẽ khoét cái phần này ra. Phần dư này là 1 xăng nha các bạn. 1 xăng, 1 xăng, 1 xăng đây. 1 cm. Xong. Đó, mình các bạn sẽ hình dung là như thế nào. Sau khi mình may được chân vịt ba ly là thế này đúng không, xác vào đây thì nó sẽ phần dư cái phần này là còn ra nè, 5 ly. Mình sẽ đặt cái này lên đây, kết hợp mình đặt lên đây, mình may luôn ra đây. Thì cái phần còn lại này là cái miệng túi này. Đó. Mình sẽ đi hướng dẫn đây nha các bạn. Cái phần này là mình làm cái miệng túi nè, phải là mình sẽ làm miệng túi nè, làm nắp nắp miệng túi, quên thiếu. Đấy, mình sẽ kẹp vào đây, kẹp vào cái miếng này, nhớ là kẹp sát nha các bạn. Mình có băng keo hai mặt thì mình để đây mình dính cũng được. Đây mình làm như vậy là để có một cái này, cái rập này mình sẽ lần sau mình sẽ không cần phải đo, không cần phải đo hay là không cần phải làm thêm gì nữa, mình chỉ việc đặt lên mình may thôi. Bây giờ mình sẽ đi thôi, gắn miệng túi nè, gắn dây kéo nè. Mình lấy ví dụ đây là một cái thân túi sau, thân sau của một cái quần. Mình cái phần mình sẽ lấy túi ngay đây, mình vẫn lấy cái chiều dài là 12 cm. Làm dấu nữa nha mấy bạn, làm dấu ngay đây, mình sẽ làm dấu ở đây, làm dấu tại điểm này. Đây bây giờ mình sẽ đặt dây kéo lên, và mình phải cắt ngắn dây kéo bởi vì cái này nó dài 12 thì dây kéo nó đã dài 18, mình sẽ phải cắt bớt đoạn đi, nhớ giữ đầu dây kéo này lại, phần sau mình cắt đi. Đấy, mình đặt lên đây, nhớ là úp dây kéo lại nha mấy bạn, úp dây kéo lại. À, cái phần này mặt phải của cái thân quần này. Đó, mình đặt lên đây đó. Rồi, dây kéo nhớ giữ lại cái đầu dây kéo đây, còn phần còn lại dư thì mình sẽ phải cắt đi. Đây thì mình may chân vịt ba ly sát vào đây để bằng với cái đường này. Đây xong nha các bạn, mình may đây nè, mình dùng chân vịt ba ly mình may sát, may sát với đường dây kéo đây, phần này nó sẽ dư ra đây chung với đường phấn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt nắp túi lên, đặt nắp túi lên trên đây, đặt cái miếng vải của nắp túi vào cái rập mình đã cắt đây, nhớ đặt cho bằng. Mình sẽ đặt lên đây, chú ý là các bạn phải đặt cái rập giấy này bằng với lại cái mép của dây kéo đây nha các bạn. Mình sẽ may ở trong đây, khi mình gỡ ra thì cái phần này bên này, bên trong này là sẽ là cái miệng túi bấm lộn cái này, làm như thế này nha các bạn. Nắp này nằm bên trong này, khi mình lật vào đây là cái sẽ là cái nắp túi.
gỡ miếng giấy ra, mình gỡ cái lập ra là được như thế này nha các bạn. Mình lật ngược bên trái lại nó được như thế này nha mà các bạn. Mà các bạn nhớ là giữ cái rập cho nó chắc cái tay để nó không bị chạy. Thì đặt sát cái rập như thế này, mình đôi làm một lần nữa nha. Các bạn nhớ đặt cái rập này cho nó sát với phần dây kéo này, sát với mép dây kéo. Khi mình lật, mình lấy cái rập này ra, mình không còn phải đặt như này, mình lấy ra luôn được. Mình may giữa chân mình lấy ra luôn, mình nhớ canh cho nó thẳng. Khi mình được như vậy rồi mình lật lại bên sau, chúng ta sẽ bấm để lộn cái phần túi này ra. Ai thích cách của mình thì ủng hộ mình nha, thì mình còn một cách còn lại của mọi người khác thì mình không biết. Mình làm theo cái cách của mình, cảm thấy nó được thì mình làm, còn ai thích kiểu này thì nhấn ủng hộ cho mình. Mình sẽ hướng dẫn rất là nhiều cái nữa. Bên phần máy vá rất là nhiều. Đấy, mình bấm ra rồi thì mình sẽ lộn nó lại. Mình sẽ lộn cái kéo ra nè, vô bên trong nè. Mình lộn phần cái kéo này vào trong. Đấy các bạn. Và luôn lộn luôn cái phần nắp này lại. Ra đây. Mình đã được rồi nha các bạn. Mình đã được một cái túi nha các bạn. Mình canh chốt hai cái đầu này cho nó đều nhau. Chúng ta sẽ đi chốt cái phần này nè. Mình chốt ngang này lại. Chốt ngang hai phần đầu này lại. Mình quay gần không có được nên mình chốt luôn rồi mình hướng dẫn này nha các bạn. Các bạn đặt ngang như này, về sao cho cái lưỡi gà nó ra hết đây. Mình may sát cho nó vuông cái góc, đừng nó hơi nhíu đây xíu, vuông cái góc này. Cái này mình đặt cũng vậy luôn, mình kéo hết ra, nhớ kéo đầu dây kéo xuống là cái nó vuông cái góc, vuông hai đầu góc. Đừng may để cho nó dính. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi hướng dẫn các bạn là may cái phần lót túi bên trong. Phần lót túi mình sẽ đặt vặt ngửa vặt trái của phần túi mình đã may như thế này rồi. Mình sẽ đặt lót túi lên trên đây. Nhớ là nằm bên dưới cái mặt dây kéo này, mình đặt như thế này. Mặt dưới này. Chúng ta sẽ đi may xét lại. May sát lại rồi thì tiếp theo phần còn lại mình cũng đặt sát lên như thế này luôn, tiếp theo như thế này luôn, mình đặt bên trái luôn đây. Và mình sẽ may lên thế này đây, mình sẽ may luôn. Thank you.
Đây là cái phần mình đã mô tả cho các bạn thấy. Mình đã xong cái túi nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý là mình làm cho nó vuông góc các điểm, mai cho nó tới đường chỉ bằng góc với nhau. Tại mình không có đọc cái tiếng chuyên nghiệp nên mình làm thế này thì mình phải canh cho nó chuẩn. Mình muốn đẹp lên chuẩn thì các bạn nhớ may vặt sổ, góc sổ cũng được. Các bạn ủng hộ mình sẽ hướng dẫn thêm một vài loại túi nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.